cái càng hết thân cái càng luôn. Ôi ôi, con này được gọi là cua chúa. Chào cả nhà nha, hôm nay mình đi show tiếp tục cả nhà ơi. Hôm nay mình đem thêm một cái túi này nữa nè. Hôm nay mình đi vô cánh đồng quang lúa nè, mà ta không có gieo lúa nữa, giờ bỏ hoang cỏ đổ lên. Dứt hôm nay mấy đám mưa đồ, hôm mưa lớn này nè, rồi vô đây nước nó ngập, giờ mình đi vô đây mình kiếm có cua ốc con gì không bắt. Rồi, cả nhà đi theo mình nha. Linh láng. Tại sao không có cung núm rồi à, đây có cua nè cả nhà ơi, có cua đồng nè cả nhà, nó bò nè, nó bò nè nè, cả nhà thấy không nè, nè. Nó thấy không nè, tại mưa cái nó bò lên nè, thấy không nè, nó bò nè, thấy không, ui ui nó quảnh cạn nè, trời cua cái có tứng luôn nè. À, có con nữa nè, à, con nó đang ở trong bụng nè, à, cua cái, à, đây con này cả nhà, trời chắc cua này cua đực quá, à, cua đực này cả nhà, nè, thấy không, nè thấy không giống cua đực không nè, rồi nó thấy mình nó chủi, nó chui sình nè, hồi nó nhủi sình nè, à, không, nó thấy mình là nhủi sình nữa không, đó đó, này chắc cua đực nè, ôi ôi nó quảnh càng lên kìa, ôi ôi không cua đực thiệt, càng bự hết thân không, ui thấy không cua hết thân cua. Cánh đồng này bỏ hoang nè, cua ếch cóc nhái rồi nhiều kêu quá trời. Cây cỏ nó mọc tùm. Đây nữa là cả nhà ơi, trời ơi quá đã rồi, vô mánh rồi nè, đây nè, hai con luôn nè, nè thấy không cả nhà, thấy không nè, đen con nè, nè đen con nè, thấy không nè, mình bắt nó, ôi thôi ôi ơi nó chạy, ôi ơi nó bò, ôi ôi nè coi nó quảnh càng lên nè, nghe không nè, bắt nó mà nó quảnh càng lên tính kẹp mình nè. Đó, vô đen con này cả nhà, không ui ghê quá, vô nhận ở tại đây nè cả nhà, trời ơi đây công nhận nhiều thiệt chứ nè, à, nó thấy mình là cái bò nè, hả thấy không đó nè, đâu phải ơi ôi nó kẹp, ôi nó kẹp nè, nắm cái que luôn nè, ông nó quảnh cái càng lên nè, tính kẹp mình nè, ôi nó xì nước à, đó vô, ôi mới la được mấy em rồi, ôi cái đồng này cua nhiều thiệt chứ, nhận cái cánh đồng này cua dữ rồi, trời coi nè, nè bắt nó giờ mà nó bò lên nè cả nhà nè, nó bò nè, rõ cho xuống đó, à, được mấy con à, này cỏ cao ghê, cỏ này không biết cắt cho bò ăn được nè.
đây nữa nè cả nhà. Trời ơi. Hồi nó bò nè, thấy mình nó chạy ra. Nó thấy mình nó chạy nó thụt vô phèn luôn nè. Ba cái lông liêu con nè, nè. Thôi nè. Hồi bù hóng quá cả nhà. Nó vô mắt vô mũi khó chịu quá. Nè nó chạy. Trời ơi, nó kẹp con cỏ cứng ngắc luôn rồi. Ôi nó kẹp con cỏ. Ôi nè, cái nhà thấy không nè. Nè. Ủa nụ luôn á. Ủa con bự to nữa. Ôi nó bò lên nè. Xuống à. Được mới rồi cả nhà ơi. Tự nhiên mình mò lại nó lan con cả nhà. Nó lông liêu không à, nó núp trong mấy cái lông liêu nè. Con gì trời nè, trứng ốc đẻ nữa cả nhà. Nè, đây trứng ốc nè. Nè, này trứng ốc nè, thấy không cả nhà, thấy không nè. Nè trứng ốc nè, thấy không nè. Nè. Đó trứng ốc nè, ruộng này chắc có ốc nữa. Đây con nữa cả nhà. Trời ơi, ảnh ruộng này nhiều cua thiệt chứ. Trời, nó bò nè, thấy mình bò nè. Đó. Thấy không, nó thấy mình bò nè, thấy không. Hồi nó chạy ra. Hồi nó chạy ra. Ây, hồi nó tính đưa cạn kẹp. Nhìn thấy không. Hồi vô, hồi nó bò nữa nè. Hồi được mớ rồi cả nhà ơi. Ừ, đây con nữa kìa nè. Trời ơi, con này to. Hết thân luôn. Trời ơi, tự nhiên mình đi tới nên đâu tung lụm chui lá. Nè. Hồi hôi cái càng, hết thân cái càng luôn. Trời ơi. Con này là gọi là cua chúa. Nhìn cái càng là thối thác cái càng luôn nè. Trời đất ơi. Con này là gọi là cua chúa. Thì thôi luôn. Tự nhiên đi tới đâu tông lùm cỏ chui nó bò ra nó. Trời ơi đã quá cả nhà ơi. Đang tông lùm cỏ chui nữa cả nhà. Ốc hả? Nãy mình thấy tiếng ốc vàng á. Tiếng ốc phải không nè, giờ ốc nè. Ốc nè, đang bò nè, bắt luôn. Ốc yết gì lượm hết. Lông liêu quá trời luôn. Ôi. Ôi đây có ốc nè. Hai ba con ốc luôn nè, hả? Ôi bắt luôn. Ở đây con cua nữa. Trời ơi. Nè. Nè. Nè, nó bò nè cả nhà thấy không? Nè. Đó, nè. Đó. Trời ơi buồn hóng quá trời luôn cả nhà ơi, nó vô mắt vô mũi khó chịu quá. Trời nó bò nè. Bò hả? Vô.
vô hỏi ốc nè cả nhà. Nó bò nè hả, có nó ăn cỏ nè. Nè cả nhà thấy không, nó bò lên ăn cỏ nè, thấy không đó. Đó, nó le lưỡi ra ăn cỏ nè. Đó, thấy nó le lưỡi ra ăn cỏ nè, thấy không? Bắt luôn. Thấy không nha, trời ơi ốc nè, quá trời luôn nè. Rồi nó bò nè, nó le lưỡi lên nè. Đó, nó khiếp lại không. Đó, nó khiếp lại rồi. Đấy nè, trời ơi nè, ốc này chết rồi. Còn mấy con ốc này, họ nó bò nè. Rồi nè, le lưỡi lên nè. Nó bò nè. Rồi nó bò nè. Rồi nó bò nè, thấy không? Nó khiếp lại nè. Bắt xong nó khiếp miệng lại. Quá trời. Trời đây nè, đây nè. Quá trời luôn nè, nè. Thấy mình nó bò nè, nó hiếp miệng lại nè. Thấy không? Nè, nó đang bò thấy mình nó hiếp miệng lại nè. Nè. Nè thấy không? Nè, thấy không? Nè. Đó, nó hiếp miệng lại không? Ui, con cua nó bò ra. Ý. Thôi đó nè. Hỏi nó bò nè cả nhà. Thấy không? Nè nè nè. Đó, nó hả miệng rồi. Đó, nó hiếp lại không? Đó. Thôi không nhận cái khu này nhiều thiệt chứ. Đó, đấy nè, nó bò nè. Nè, nó le lưỡi lên nè. Nè, không? Nè, le lưỡi nữa không? Rồi, không? Thấy mình hiếp lại. Rồi, mình lội nó động đậy, nó hiếp lại nè. Ôi, quá trời ốc luôn, lượm mỗi tay luôn. Trời ơi, nè, nó bò nè. Nè, cả nhà thấy không? Nó le lưỡi nó bò nè. Nè, thấy không? Hả? Nè, nó le lưỡi nó bò nè, thấy không? Nè. Nè. Không? Nó hiếp miệng lại, thấy không? Đây nè, đây, trời ơi. Quá trời luôn nè. Nè, nè cả nhà thấy không nè, nó le lưỡi lên nè. Nó thấy không? Nó le lưỡi lên thấy không? Nó le lưỡi lên nó bò thấy không? Đó. Nè, y nó hiếp miệng lại không? Nè đây nè. Nè, ở le lưỡi lên nè. Đó, cả nhà thấy rõ không? Nó le lưỡi thấy không nè. Thấy không? Đó. Nè. Đó, nó le lưỡi lên thấy không? Đó. Ôi, khu này nhiều ốc từ trước. Ốc cua rồi quá trời luôn. Ở đây nè. Trời ơi, thấy mình nó khiếp lại nè. Thấy mình xong cái nó khiếp miệng lại nè. Nè. Ôi, nó bò nè, thấy mình không bò khiếp miệng lại. Ở đây nè, hả? Ôi ôi. Nó như đại hội nè. Không, nó khiếp miệng lại nè, đây nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Một bụng luôn rồi. Ôi. Trời ơi, công nhận cái khu này nhiều thiệt. Trứng ốc vu vàng nè. Trứng nó đẻ không? Đó, nè. Quá trời trứng luôn nè. Thấy không? Đó. Đó, nó đẻ trứng nhóc luôn á. Nè cả nhà ơi, nè. Không, được mớ nè. Mớ ốc, mớ cua nè, thấy không? Cả nhà thấy không? Ôi nè. Quá trời không? Không, nè, được anh đại tá nè. Nè, quá trời không? Đại tá cua nè. Cua nào cua nói chà bá luôn nè.
Ôi ơi, nó kẹp nè, cả nhà thấy không? À, quá rồi nè. Ừ. À, cua cái càng à. Thì thôi cái càng luôn ha. À, cả nhà thấy rõ không? Để mình tắt cái đèn cho cả nhà thấy nha. Nè nè, đó, cả nhà thấy rõ không nè. Nè nè. Ôi, ra thấy không? Cua cái càng nè. Ôi ôi. Bự thì thôi luôn cả nhà. Rồi, cho vô nha. À. Ê, vô vô kẹp nữa. Ôi nó kẹp luôn rồi. Rồi, đó được tụm cả nhà các ơi. Mình kết thúc video ở đây nha cả nhà. Mình bắt được mớ ốc với mớ cua rồi. Hẹn cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và cho mình một like để ủng hộ những video tiếp theo của mình nha cả nhà. Bye bye cả nhà.